một chia sẻ rất thật là em cũng là một cái người mà bán rượu vang và cũng có tìm hiểu rất nhiều kiến thức về rượu vang. Thì vang ý giống như một người đàn ông quyến rũ của thành đô, tức là về cái hương vị, về cái dư vị và về cái hình dáng của chai rượu rất là quyến rũ. Chị em thường ấy, chị em bọn em thì sẽ rất quan tâm đến sắc đẹp, và cái đầu tiên là về nước da, cái thứ hai là về giảm, và cái thứ ba là về thần thái. Thì em tin rằng 100% chị em khi uống rượu vang vào sẽ đạt được cái độ thần thái quyến rũ và phong thái nhất định. Thì bác ý ngày hôm nay em thử uống chai em đều rất thích, cực kỳ thích và ấn tượng. Từ chai vang trắng đến ba chai vang đỏ tiếp theo, em không biết là cái cảm nhận của mọi người như thế nào, nhưng mà em tin rằng là những người đàn ông và các anh các chị ở đây chỉ cần ngồi với nhau trên một ly rượu vang thôi thì sẽ ra rất nhiều câu chuyện và sẽ có rất nhiều cái mà chúng ta có thể chia sẻ được văn hóa thưởng thức, để đi vào trong những câu chuyện và từng cái quan hàng ngày của mọi người. Các ứng dụng rất là nhiều, em tiếp cận thị trường, cách em đầu tư, cách em đưa những cái rất mới về thứ ba về đây chỉ tự mình đấy, và mong rằng là sẽ có nhiều buổi như thế nữa.